Baccarat Rouge 540 phiên bản XS. Và đây là có Haraman Amber Oud phiên bản Rouge. Và đây là clone của Baccarat. Và chúng ta hãy cùng nhau xem là mọi người cảm nhận ra sao về hai mùi hương này. Và quan trọng nhất là nếu như để trả giá thì mọi người sẽ trả giá mùi hương nào cao hơn. Thì tí nữa chúng ta sẽ cùng nhau đi phỏng vấn nha. Đi thôi. Đây, mình sẽ xé cái chai này. Xé cái tờ giấy này. Tờ giấy này sẽ xịt con clone Haraman Amber Oud phiên bản Rouge 3 shot nha. Còn tờ này thì mình sẽ tờ nguyên mình sẽ xịt phiên bản Baccarat Rouge 540 phiên bản XS. Ui, xịt vậy thấy nông luôn. Rồi, em phỏng vấn thôi. Đôi nào thì ôm nhau đi. Đây. Rau mèo kìa. Rau mèo kìa. Đấy. Mà đây em đặt con kìa. Đấy, hai ông này ôm nhau được. Ở đây anh đang có một cái mùi hương. Anh đã xịt ra hai tờ giấy. Anh muốn các bạn ngửi xem là các bạn thấy mùi hương này có giống nhau hay không nhá. Đây là hai tờ giấy đã xịt rồi. Các bạn đoán xem mà đây là cùng một mùi hay là hai mùi. Mình đã xịt ra giấy rồi. Mời các bạn thử. Các bạn có thể đổi với nhau. Mình đã xịt ra giấy rồi. Các bạn đoán xem là đây là cùng một mùi hay là hai mùi khác nhau. Cái này chắc là bỏ khẩu trang ngửi dễ hơn. Đấy, đổi cho nhau đi. Tại vì hai tờ thì đoán xem là cùng một mùi hay là hai mùi. Mùi này tao cảm giác hơi sợ sợ á? Sợ như nào? Mùi này thì nghe dịu hơn. Có khác không? Chắc đây là hai loại nước hoa. Bây giờ anh đang xin quan điểm xem là mọi người mọi người là quan điểm là khác nhau đúng không? Khác nhau. Thì mọi người sẽ thích mùi nào hơn? Của cái tờ giấy được xé góc hay là tờ giấy nguyên? Lại phải ngửi lại. Với em thì chắc thích cái mùi không xé góc hơn. Tại vì nó dịu. Nó dịu hơn. Đúng rồi. Ồ, ok. Đây là ý kiến của một bạn nam. Mất mùi. Mất thứ ra. Em thích cái này hơn hả? Hai bạn nữ thích cái mùi xé giấy. Còn em? Mùi nhẹ hơn. Có cần ngửi lại không? Có theo số đông không? Hay là quan điểm cá nhân? Hai cái chậm. Em không thích mùi này. Mùi này làm em sợ đấy. Mùi này làm em sợ luôn đấy. Anh có thể xịt lại được. Anh vừa mới xịt xong ấy. Mùi này nó hơi đặc biệt. Nghĩa là nó sẽ không ngửi thấy rõ. Mùi này em thấy giống cái mùi chiết ở nhà em dùng ấy. Đồ ấy bé hơn. Em thích mùi góc hơn đúng không? Hay là bốn bạn là thích mùi góc, một bạn là thích mùi này. Ở đây là anh có, thực ra đấy là hai mùi khác nhau. Và đây có một chai thì bằng 1/5. Nghĩa là chai này tầm 7 triệu. Còn đây là chai này thì nó 1,5 triệu. Nhưng mà theo các em đoán thì mùi nào sẽ là mùi đắt hơn? Tờ giấy xé hay là tờ giấy không xé? Không xé. Tờ giấy xé hay là tờ giấy không xé? Xé. Xé đúng không? Em là xé đúng không? Ừ. Em là xé đúng không? Rồi, hai bạn. Mùi này thì chắc rẻ tiền hơn rồi. Không xé lại rẻ tiền hơn đúng không? Rồi, ok. Lại khó. Sao lại em? Lại là tôi. Thế em thấy chắc là mùi đắt hơn. Mùi không xé. Không xé đắt hơn. Ok, thế là mùi không xé sẽ đắt hơn nhá. Rồi, anh cảm ơn các bạn nhá. Thế là mùi không xé đắt hơn. Đúng rồi, mùi không xé đắt hơn. Hay chưa? Chính là mũi tình phết đấy. Mình sẽ đặt câu hỏi cho bạn dễ nhá. Cứ ngồi xuống được. Mình đứng, cần đứng không? Không, bạn cứ ngồi cho nó thoải mái. Ở đây mình có hai tờ giấy đã xịt mùi hương rồi. Thì mình muốn bạn ngửi xem là nó có giống nhau hay không. Liệu có phải là cùng một chai không hay là hai chai khác nhau. Các bạn có thể cầm tờ này. Nghe mùi na ná nhau. Đấy. Xem là nó có phải là cùng một chai không hay là hai chai khác nhau. Giống như kiểu hương đầu với hương cuối hoặc là hương giữa thì cứ đoán thôi, không sao cả. Mùi này nhẹ hơn chắc hương đầu này.
mùi này sao chắc phai hơn một chút. Thế bây giờ câu trả lời là cùng một chai hay là hai chai? Cùng một chai. Rồi ok. Trước tiên là đây là hai chai khác nhau. Thì bạn có thể cho biết là bạn thích cái mùi hương nào hơn không? Tờ nào hơn? Mùi nhẹ hơn nhá. Ở đây thì mình có là hai chai khác nhau, nhưng mà tại vì nó cũng khá là giống nhau. Và nó thì có một chai này là 7 triệu. Chai này có khoảng tầm 1/5 thôi. Thì theo bạn đoán thì đâu sẽ là chai đắt hơn trong hai tờ này? Mùi đắt hơn. Mùi đắt hơn là chai nhẹ hơn hay chai nặng hơn? Mình nghĩ là mà chai nặng hơn sẽ là mùi đắt hơn. À rồi. Rồi, mình cảm ơn bạn nhá. Chai nặng hơn thì là nhẹ là rẻ hơn. Rồi mình cảm ơn bạn nhá. Rất là cảm ơn. Thì mình muốn xin cảm nhận các bạn là xem đây có phải là cùng một mùi không hay là hai mùi khác nhau nhá. Mình đã xịt rồi. Hai bạn có thể ngửi xong rồi đổi nhá. Ngửi đi. Ồ, khác mà. Bạn nữ thử cho đánh giá xem là cùng một mùi hay là cũng có thể là xịt trước hoặc xịt sau. Gần giống. Nhưng mà mùi đấy tôi nhẹ hơn. Nhưng mà con người ta nước hoa khác. Em cảm thấy mùi này nó hơi bị làm sao? Ngửi thử đi em nào. Cái mùi này hăng hơn chứ. Nếu mà hơi nhẹ hơn. Mùi này nhẹ hơn. Nếu mà hai bạn sẽ thích cái mùi hương nào hơn? Theo phong cách hay là tính cách của em thì có thể là em sẽ thích mùi nhẹ hơn. Cái mùi xé góc này đúng không? Đúng không? Bạn nữ? Em không thích nước hoa. Không, em thích mùi hương nào hơn thôi. Nếu mà được. Ví dụ thôi. Ngửi thích mùi hương nào hơn? Em sẽ thích cái mùi nhẹ nhàng hơn. Mùi nhẹ hơn. Ok, ở đây là mình có hai cái mùi hương nhưng mà nó chênh lệch về giá. Một chai này là 7 triệu. Chai này là chỉ có 1/5 thôi. Wow. Thì bạn có thể đoán xem là trong hai tờ giấy này thì tờ nào sẽ là tờ đắt hơn không? Có thể là em nghĩ là cái tờ mùi nhẹ hơn này nè. Mùi nhẹ hơn là đắt hơn. Có thể là đắt hơn. Bạn nữ. Em nghĩ mùi nồng hơn thì đắt hơn. Mùi nồng hơn thì đắt hơn. Rồi mình cảm ơn nhá. Mình cảm ơn hai bạn. Thì cái tờ giấy này là cái tờ đắt hơn. Rồi cảm ơn hai bạn nhá. Thì mà hai bạn gửi xem là hai mùi hương này nó có phải là cùng một chai không? Nó có giống nhau không? Nó là cùng một chai hay là nó là hai chai khác nhau? Hai chai khác nhau. Thì ở đây thì hai bạn sẽ thích mùi hương nào hơn? Của tờ xé hay là tờ không xé? Tờ xé. Em là tờ xé. Còn em là tờ không xé đúng không? Ở đây thì hai bạn đã trả lời đúng là cùng là hai mùi hương khác nhau. Nhưng mà ở đây là có một cái mùi chỉ bằng 1/5. Nghĩa là chai này nó tầm 7 triệu. Chai này nó rẻ hơn bằng 1/5 thôi. Thì hai bạn có thể đoán là tờ nào sẽ là tờ đắt hơn không? Cái tờ giấy nào sẽ là tờ đắt hơn? Đúng cái tờ này. Quan điểm cá nhân. Tờ này đắt hơn hả? Tờ đây là tờ không xé đúng không? Vâng. Rồi anh cảm ơn bạn nhé, hai bạn đã trả lời đúng. Rồi mình cảm ơn hai bạn rất là tinh. Ok, và vừa rồi thì mình đã đi phỏng vấn và hiện tại kết quả đang là 5 đều, 10 người rồi các bạn ạ. Và mọi người thì đều trả cái giá khá là xem nhau, đều là 5 năm. Và thực ra bây giờ với cá nhân mình thì thấy rằng là với một cái mùi hương như vậy, không ai nhận biết ra gần như là như vậy, thì lựa chọn của các bạn là như thế nào? Haraman Amber Wood phiên bản Ru hay là một cái lựa chọn 7 triệu đồng cho Baccarat Wood 540 phiên bản Extra? Thì hãy bình luận ở phía dưới và đừng quên việc like, share. Và nếu như thấy video hay là có những cái yêu cầu gì thì hãy bình luận phía dưới nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.